Xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Trong video clip ngày hôm nay, chúng em rất hân hạnh được ghép một bộ karaoke cho anh Giang ở Thái Nguyên. Vâng, tổng bộ karaoke của anh Giang gồm 5 thiết bị và trị giá là 29.300.000 đồng. Vâng, 29.300.000 đồng là tổng 5 thiết bị. Và những thiết bị ngày hôm nay em đang phối ghép đó chính là hầu hết là những thiết bị, những thương hiệu đồng bộ với nhau. Ví dụ loa, cũng đẩy và vang, mic là cùng một thương hiệu. Thương hiệu thì nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là sẽ khai thác triệt để được cái chất âm của tố chất của từng thiết bị một. Ví dụ đẩy này, cái cục đẩy này đánh cái đô la này, nó sẽ ra hết chất của cả hai thiết bị này đấy, nó ghép với nhau thành một cặp hoàn hảo. Hoặc là những chiếc vang này đấy, ghép với cục đẩy này cũng thành một cái bộ rất là hoàn hảo. Và tổng hòa lại những thiết bị này khi phối ghép vào với nhau, nó sẽ cho một cái chất âm rất là tuyệt vời. Đây là lý do vì sao đây là anh lựa chọn của anh Giang ở Thái Nguyên đã đặt hàng chúng em cho bộ karaoke ngày hôm nay. Chỉ có duy nhất là chiếc nâng tiếng này là của TDA Cao Tích thôi. Thì vì đến thời điểm này vẫn là nó là một trong những chiếc nâng tiếng có thể nói là hay nhất hiện tại. Đã vâng, xin phép được giới thiệu lần lượt cho cô bác và anh chị cùng tham khảo cái bộ karaoke của anh Giang ngày hôm nay. Đầu tiên là một đô la mang thương hiệu WeWood, model là VA12, sử dụng một bát 30, chép kèn. Chính vì sử dụng là chép kèn gân vải tẩm dầu cho nên cái chất âm của nó rất là tươi, sáng, cái giọng hát rất là bay bổng, nhẹ nhàng và rất là ngọt ngào. Và cái dòng loa này thì bọn em đã ghép rất là nhiều những bộ karaoke cho các phòng hát kinh doanh chuyên nghiệp, cho tới những phòng trà hát cho nhau nghe, rồi cho những quán bar, sự kiện. Đặc biệt là trong không gian gia đình, chúng ta sử dụng duy nhất một đô la này thôi đã chất âm rất là tuyệt vời các bác nhé. Công suất là 500W trung bình và công suất cực đại là maximum là 1000W một quả. Đây là hàng thương hiệu chính hãng đến từ Mỹ. Và tiếp theo nữa là một cục đẩy D500, một thương hiệu cũng WeWood chính hãng, cùng với thương hiệu của cặp loa VA12 này. Cái cục đẩy này thì có hai kênh thôi, nhưng mà mỗi một kênh có thể maximum lên tới 1000W, đánh rất là nhiều được các loại loa khác nhau, từ loa gân vải tẩm dầu chép kèn như cái loa VA12 này, hoặc là gân mút chép giấy, hoặc là anh em có thể dùng nó đánh cho loa súp hơi cũng được nhá. Chất âm của nó rất là sâu, nó xuống được tận những 20Hz, và cái giải âm sắc nó thể hiện tốt nhất có thể lên tới 20kHz, đúng trong cái ngưỡng tai người nghe. Chính vì lý do vì sao mà cái cục đẩy nó rất được ưa chuộng trong thời gian vừa qua. Chất âm của nó rất là sạch sẽ, trong trẻo. Tiếp theo nữa là một cục vang KM80BX. Đây là một trong dòng vang vang cơ, lai số bọn em giới thiệu rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Nó được rất là nhiều các bác, dù là anh em thanh niên cho tới những cô chú lớn tuổi, đều rất là ưa chuộng dòng vang này. Tại vì nó rất là dễ chỉnh. Mặc dù là vang số nhưng mà nó chỉnh tay được hoàn toàn. Bên cạnh đó thì có 8 chế độ cài đặt sẵn, chúng ta chỉ việc chuyển qua chuyển lại các chế độ là chúng ta hát thôi. Và khi đặt hàng bên Hoàng Long chúng em thì chúng em đã chỉnh sẵn cho cô bác anh chị, và chúng ta chỉ việc chuyển qua chỉnh các cái chế độ này. Ví dụ ở đây là nhạc này, nhiều nhạc hay ít nhạc, đây là không có nhạc, đây là tăng nhạc lên chẳng hạn vậy. Hai là đây là tăng mic, đây là giảm mic, đây là giảm mic, đây là tăng mic. Đấy, đương nhiên là chúng ta tăng nhiều quá nó sẽ có cái hiện tượng hú rít như vừa rồi, nên chúng ta chỉ khai thác vừa phải và vẫn đảm bảo cho cô bác anh chị là cái cường độ âm thanh rất là mạnh mẽ nhưng mà cái khoảng cách hát rất là vừa phải. Tiếp theo đây là cái nút tăng giảm âm lượng của hiệu ứng. Đấy thì cô bác anh chị lưu ý là khi chúng ta tăng lên thì nó sẽ nhiều nhại lên, còn khi giảm đi nó sẽ ít đi như thế này. Đây em đang để chế độ phát biểu. Tiếp theo nữa một chiếc nâng tiếng CB600 Pro, đây hương thương hiệu của Mỹ rồi, xin lỗi, thương hiệu của TDA Cao Tích và nó sản xuất theo cái công nghệ của Canada, cũng rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua, chất âm rất là ngọt ngào. Đấy, nó rõ ràng tách bạch ba giải bát chung và tép, và chúng ta thì chỉnh được tay theo ý thích. Và cuối cùng trong bộ karaoke ngày hôm nay của anh Giang thì một cặp mic LE69 như em đang sử dụng đây. Đây là một trong những dòng mic mà thuộc thương hiệu cao cấp của Mỹ, nó chỉ đứng sau cái vic mic M8 cộng thôi. Thì dòng mic này là một dòng mic cao cấp cho anh em đi làm sự kiện này, hoặc lắp những phòng hát kinh doanh chuyên nghiệp gia đình sở hữu nào. Sở dĩ là tiếng mic của nó rất là bắt mic, hát nhẹ và nó lại rất là tiết kiệm pin nữa. Và điều đặc biệt cho anh em đi làm sự kiện thì sóng rất là khỏe, nó có thể bắt xa lên tới hơn 100m mà không bị hiện tượng rớt sóng. Rồi để cho cô bác và anh chị có thể cảm nhận chất âm của bộ dàn cao kia ngày hôm nay, xin mời chúng ta sẽ cùng ngồi lại đeo tai phone thưởng thức chất âm thử qua một bài hát nữa. Đắp mộ cuộc tình, xin mời cô bác và anh chị cùng cho em một cái like. Và ai mới chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh bên phải này, sau đó bấm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất bên Hoàng Long chúng em. Xin mời cô bác và anh chị cùng thưởng thức ạ. Em sẽ chuyển sang chế độ hát karaoke.
say giấc mộng ban đầu. Yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đồ trắng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng học trò. Mối tình xanh như khúc hát, ai đã hẹn với thế để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng dạ từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên chồng, 20 năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới, 20 năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày cố quên đi người. Say hoài sầu không vơi, tình duyên ta tiếc uống thêm ly này. Ôm giấc mộng lỡ làng, những chiều lặng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng tàn. Từng thu thấy lá rơi mộ cuộc tình, lá bay chất nặng tuổi đời. Như người ta rót ly này, mọi nhu cầu về những bộ cao kê VIP chất lượng cho tới những bộ dạ cao kê bình dân thì cô bác và anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp theo 2 số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình, 0975386726 hoặc 0963866622. Địa chỉ của chúng em 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và bọn em sẽ ship hàng toàn quốc. Hai mươi năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới, 20 năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày cố quên đi người. Say hoài sầu không vơi, tình duyên ta tiếc uống thêm ly này. Ôm giấc mộng lỡ làng, những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng tàn. Từng thu thấy lá rơi đắp mộ cuộc tình, lá bay chất nặng tuổi đời. Như người ta rót ly này, từng thu thấy lá rơi đắp mộ cuộc tình, lá bay chất nặng tuổi đời. Như người ta rót ly này. Và một lần nữa rất là cảm ơn anh Giang ở Thái Nguyên đã ủng hộ chúng em bộ cao kê ngày hôm nay, tổng trị giá là 29.300.000 đồng. Rất là cảm ơn anh Giang đã tin yêu ủng hộ chúng em, và kính chúc anh và gia đình thật là nhiều sức khỏe, bình an và ca hát vui vẻ bên những bộ cao kê mà Hoàng Long chúng em cung cấp. Và xin chào anh Giang cũng như là các bác và anh em ở những video clip tiếp theo.